Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 346. Sắc mặt thánh nữ trông vô cùng khó coi, cô ta đứng dậy, nhìn Hoa Huyền và hừ giọng: "Anh thắng rồi." "Cảm ơn thánh nữ đại nhân." Lê Minh khẽ tiếng cười và hóa giải cho Hoa Huyền. Hoa Huyền lập tức quỳ thập xuống đất. Hoa Huyền y thuật kém cỏi khiến thánh nữ mất mặt, tội đáng chết. Không phải lỗi của cô, người này đê tiện giả hoạt. Anh ta cố tình tỏ ra yếu đuối để cô sơ suất, để đến khi cô không có sự phòng bị thì tấn công cô. Đúng là quỷ quyệt, cô sao có thể là đối thủ của anh ta được chứ? Thánh nữ lạnh lùng nói ra. Hoa Huyền bặm môi không nói gì. "Được rồi, giải tán đi." Thánh nữ lên tiếng. "Vậy còn mấy người Hồng Du thì sao?" Lê Minh vừa vào nói. "Hỗn xược, thánh nữ lẽ nào còn lừa gạt anh sao? Anh tự đưa người đi đi." Thánh nữ quát lớn rồi quay người bỏ đi. Buổi phán quyết cứ như thế kết thúc trong suôn sẻ. Sắc mặt của Hoa Huyền không được tự nhiên cho lắm, cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tiêu Nguyệt thở phào, cô ta vẫn muốn nói thêm vài lời với Lâm Minh, nhưng cuối cùng cũng đành phải rời đi. Lâm Minh đưa Hồng Du Ngưng Hương về. Mấy cô gái bị người của Hồng Nhân Cốc hành hạ tới mức rơi vào trạng thái hôn mê. Lâm Minh đưa bọn họ quay về đình viện, nhờ Lâm Nhật Nam dọn giường để họ ở. "Anh đang làm gì vậy?" Lâm Nhật Nam thấy mấy cô gái máu me toàn thân thì cuống cả lên, vừa kéo Lâm Minh lại hỏi. "Bò có ít, phải chăm sóc cho tốt vào. Tôi sẽ châm cứu và đắp thuốc cho họ, để họ có thể hồi phục được trong thời gian ngắn nhất có thể." Lâm Minh quay quay nói. "Bò thì có ít gì được chứ. Anh nhìn xem, tất cả đều bị đánh gãy tay chân cá rồi, sợ rằng bị nát rồi cũng nên." Lâm Việt Nam nói ra. "Chỉ cần tứ chi của họ vẫn còn sự gắn kết với cơ thể thì tôi có thể chữa được." Lâm Minh không muốn nhiều lời với Lâm Việt Nam, chỉ lăng lặng tiến hành châm kim. Sau một đêm, mấy cô gái đều tỉnh lại. "Chúng tôi bị làm sao vậy chứ? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Chúng tôi còn sống sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Mấy người phụ nữ cảm thấy hoang mang. "Mọi người ở chỗ chúng tôi không cần lo lắng. Kỳ Lân đưa mọi người từ khu hành hình trở về, hơn nữa còn trị thương nữa. Sư môn cũng không truy cứu trách nhiệm, mọi người yên tâm." Lê Việt Nam bước tới miếng cười nói. "Thật sao?" Hồng Du Ngân Hương sững sờ. "Kỳ Lân đã cứu chúng tôi sao?" Ngân Hương cảm kích mặt đỏ ửng. "Kỳ Lân đang ở đâu?" Hồng Du bặm môi hỏi. Lê Việt Nam đang định nói gì đó thì Lâm Minh bê tới một bát thuốc. "Hồng Du, cô tỉnh lại rồi sao? Vừa hay thuốc mới sắc xong, cô uống đi, nó có ích cho việc hồi phục chân của cô đó." Lâm Minh mỉm cười. Hồng Du rưng rưng, cô ta không nhận lấy bát thuốc mà lao vào trong lòng Lâm Minh khóc đứt lên. "Tôi trung thành với Hồng Nhan Cốc như vậy mà sao thánh nữ lại đối xử với tôi như thế chứ? Tại sao chứ? Rõ ràng không phải là lỗi của tôi, tại sao họ đã đánh gãy chân tôi chứ? Ra tay với tôi độc ác như vậy chứ? Không phải họ đã từng nói chúng tôi là một gia đình sao? Sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế được chứ? Tại sao?" Hồng Du khóc lóc. Ngân Hương cũng ra về im lặng. Mọi người đều rưng rưng. Lần này thánh nữ trừng phạt quá nặng, khiến bọn họ tổn thương sâu sắc. Nếu là mình không ra mặt thì họ đã mất mạng từ lâu rồi. Đối với Hồng Nhan Cốc, tất cả bọn họ đều cảm thấy oán hận. Sự việc đã tới nước này rồi thì cũng chẳng còn làm gì được nữa. Mau uống thuốc đi. Lâm Minh nói ra. Kỳ Lân, anh đã cứu chúng tôi như thế nào vậy? Hồng Du hỏi. Lâm Minh chỉ cười không nói gì. Lâm Việt Nam bèn thuật lại. Nghe nói Kỳ Lân vì bọn họ mà bất chấp tính mạng, mấy cô gái cảm động. Kỳ Lân, anh đối xử bọn tôi tốt như vậy, chúng tôi phải báo đáp anh như thế nào đây? Hồng Du nhìn Lâm Minh chằm chằm. Báo đáp thì không cần, chỉ cần dưỡng thương cho tốt, sớm hồi phục đã là một sự báo đáp rồi. Lâm Minh cười nói. Mấy cô gái nhìn Lâm Minh đồng loạt gật đầu và uống hết thuốc. Lâm Minh liếc mắt thấy cũng đã đến lúc, bèn lên tiếng. Mặc dù lần này mọi người gặp nạn không chết, nhưng tôi cảm thấy mọi người đừng nên ở Hồng Nhan Cốc nữa. Tôi có thể cứu được các cô lần này, lần sau chưa chắc đâu. Hồng Du và Ngân Hương nhìn nhau. Kỳ Lân, anh đã có dự định gì? Tôi chuẩn bị rời khỏi Hồng Nhan Cốc, chúng tôi đi cùng anh. Mấy cô gái đồng loạt lên tiếng. Mọi người chắc chưa? Lâm Minh nhìn bọn họ, anh tỏ ra nghiêm túc. Đương nhiên rồi, mọi người đừng cười, cũng đừng cho rằng chúng tôi vì anh mới rời đi. Bởi vì anh nói đúng, tâm môn đã nghi ngờ chúng tôi rồi. Dù lần này không chết, nhưng thánh nữ cũng không còn tin tưởng chúng tôi nữa. Chúng tôi không rời đi thì sớm muộn cũng sẽ chết ở đây thôi. Hồng Du nghiêm túc nói. Vậy sao? Vậy được, tôi thấy đưa mọi người đi cùng, nhưng trước khi đi mọi người phải giúp tôi một việc. Là mình hít một hơi thật sâu, nói ra mục đích cuối cùng của mình. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Minh, Hồng Du giật mình. Kỳ Lân,
anh muốn chúng tôi giúp anh điều gì? Ngân Hương thận trọng hỏi. Lê Bình suy nghĩ rồi nói, tôi muốn các cô đưa tôi vào cấm địa một lần nữa. Vào cấm địa lần nữa sao? Tất cả đều thất thanh. Kỳ Lân, chúng ta từ cõi chết trở về, lẽ là anh lại muốn chúng tôi dẫn anh trở lại đó nữa sao? Anh định làm gì vậy chứ? Hồng Du hỏi bằng vẻ không dám tin. Lê Bình đi đi lại lại nhìn Lâm Việt Nam rồi nói thẳng, Hồng Du, Ngân Hương, mọi người vì tôi mà chịu cả trừng phạt, chúng tôi rất cảm động. Tới nước này rồi thì tôi không còn gì để giấu mọi người nữa. Trên thực tế, tên của tôi không phải là Kỳ Lân. Hồng Du run rẩy, Ngân Hương đanh mặt lại để lộ ra nụ cười khổ. Tôi biết ngay mà. Cô đoán ra được rồi sao? Tôi chỉ nghi ngờ thôi, bởi vì trước khi Thánh Nữ bị tấn công, chúng tôi cũng bị. Lúc bị bất động, tôi cảm nhận được điều gì đó rất kỳ lạ. Anh không xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Hơn nữa với thực lực đặc biệt của anh, rõ ràng anh không phải là một vệ sĩ thông thường. Tôi cảm thấy Lâm Sư Bội không thể nào thuê được một vệ sĩ như anh. Ngân Hương nói ra, đến cả cô cũng có thể đoán ra thì chắc chắn là Thánh Nữ cũng đoán ra. Như vậy thì tôi lại càng phải rời khỏi đây. Lâm Minh nói, vậy thì anh rốt cuộc là ai? Hồng Du vừa hỏi, tôi sao? Lâm Minh hít một hơi thật sâu, lấy ra cây kim cắm vào cổ mình. Lúc này khuôn mặt anh lập tức biến đổi. Anh không còn mang vẻ tà ma trước đó nữa, mà mang khuôn mặt của một thiên thần. Mấy cô gái như hóa đá. Tôi là Thời Đại Lâm. Lâm Minh nói ra, cái gì? Hai cô gái cảm thấy đầu óc trống rỗng, không ngờ Đại Long đi cùng Lâm Việt Nam này là chính Thời Đại Lâm, kẻ thù của Hồng Nhân Cốc. Chắc là chúng tôi bị lợi dụng rồi. Hồng Du bừng tỉnh cười khổ. Ngân Hương cũng chìm vào im lặng. Xin lỗi, cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Giờ mọi người vẫn có thể lựa chọn. Nếu như mọi người muốn ở lại Hồng Nhân Cốc, thì tôi sẽ cho mọi người một cơ hội lập công, khiến bọn họ không còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và mọi người, đồng thời còn được trọng thưởng. Cơ hội sao? Tôi sẽ để mọi người đi tố cáo tôi và trình thân phận của tôi. Như vậy ai còn nghi ngờ mọi người được nữa. Điều này mọi người tự lựa chọn đi, ở lại Hồng Nhân Cốc hoặc là đi cùng tôi rời đi. Dù mọi người đưa ra lựa chọn thế nào thì tôi cũng đều tôn trọng cả. Nói xong, Lâm Minh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần và chờ đợi câu trả lời của các cô gái. Lâm Việt Nam bặm môi, vẻ mặt trở nên rối rắm. Thần Y Lâm, anh có thể nói cho chúng tôi biết tại sao anh muốn xông vào cấm địa không? Lúc này Ngân Hương bèn hỏi. Quái nhân, Lâm Minh đáp lại, anh muốn gặp quái nhân đó sao? Anh muốn chết đấy à? Hồng Du vừa còn nói. Lâm Minh mỉm cười, anh không nói gì. Vậy mục đích tới Hồng Nhân Cốc của anh là gì? Tìm thông tin liên quan tới Hồng Nhân Cốc. Hồng Nhân Cốc đã muốn đối kháng với Dương Hoa, thì tôi phải hiểu về đối phương, như vậy mới thể đưa ra được biện pháp phản công thích hợp. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Nếu như tôi không biết gì về kẻ địch thì thắng thế nào đây? Vậy còn Lâm Việt Nam, ký ức của cô ấy vẫn còn. Vậy sao? Mấy cô gái rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của mấy cô. Khoảng 10 phút sau, Thầy Đại Lâm, tôi lựa chọn ở lại. Hồng Du lên tiếng, được. Lâm Minh gật đầu, sư tỷ. Cô gái bên cạnh kêu lên. Thế nhưng Hồng Du chỉ đáp lại, mọi người đừng nhầm lẫn, tôi ở lại không phải vì Hồng Nhân Cốc, mà là tôi không muốn bị như thế này nữa. Thực ra mọi người đều biết, sau khi chúng tôi bước vào đây thì đều bị tẩy sạch ký ức. Chúng ta phải trung thành với nơi đây, đó không phải là ý muốn của chúng tôi. Tôi vốn tưởng có thể coi nơi đây là nhà, nhưng thực ra không ngờ tôi đã lầm. Rất nhiều sư muội sư tỷ xung quanh tôi vì phạm phải sai lầm nào đó mà mất mạng. Tôi cũng thấy rất nhiều người bị lôi đi luyện dược. Hồng Nhân Cốc không hề thánh thuận như vẻ bề ngoài, mà là một nơi tăm tối tới mức đáng sợ. Lần này nếu không có Thần Lâm ra tay thì chúng ta đã chết từ lâu rồi. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng tôi cảm thấy nơi này không phải là nhà của mình. Vậy tại sao cô vẫn muốn ở lại? Lâm Bình đề tiếng. Hồng Du im lặng một lúc rồi có vẻ như nhớ lại điều gì đó rất đau đớn. Một năm trước, có một cô gái tên là Hồng Toàn tới cạnh tôi làm việc. Mặc dù cô ấy cũng bị tẩy ra ký ức, nhưng là một người rất đơn giản như một tờ giấy trắng, và chúng tôi đã trở thành sư muội. Tôi luôn giữ cô ấy ở bên cạnh mình, cùng làm nhiệm vụ, cùng luyện võ. Cô ấy cũng rất quấn quýt với tôi, tình cảm của chúng tôi vô cùng tốt đẹp. Cho tới một ngày cô ấy đột nhiên biến mất. Tôi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, cho tới khi tôi tìm một sư thị khác hỏi thăm thì mới nhận ra là cô ấy đã chết. Anh có biết cô ấy chết thế nào không? Hồng Du nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Minh cau mày. Lúc này anh mới phát hiện ra sắc mặt mấy cô gái còn lại vô cùng khó coi. Tôi không biết. Lâm Minh lắc đầu.
Cô ấy bị Tâm Bôn đưa đi làm thuốc dẫn, bị luyện tới chết, không còn lại bất cứ thứ gì. Hồng Du bặm môi. Cái gì? Dùng người sống làm thuốc dẫn sao? Hồng Nhân Cốc đang cho luyện loại cấm dược này sao? Lâm Minh tái mặt. Cấm dược đã là gì chứ? Cấm khí, cấm vật, cấm pháp đều có. Bất kể là loại chuyện khủng khiếp nào thì bọn họ cũng đều có thể làm ra được cả. Tất cả đều là vì muốn trường sinh. Lâm Minh không nói gì. Hồng Toàn chẳng phạm phải lỗi gì. Cô ấy thật thà, trung thành. Vậy mà cuối cùng cũng phải chịu kết cục như thế. Cô bắt đầu từ đó tôi biết Tâm Môn không hề quan tâm tới chúng tôi. Sự sống chết của chúng tôi không là gì cả. Bọn họ chỉ quan tâm tới việc trở thành tiên nhân. Chúng tôi chỉ là công cụ mà thôi. Nói tới đây, Hồng Du cúi đầu. Ngân Hương cũng lắng lặng rồi nước mắt. Nếu đã vậy thì tại sao cô còn lựa chọn ở lại? Còn tôi rời đi không phải là tốt hơn sao? Lâm Minh hỏi. Tôi muốn giúp anh lật đổ Hồng Nhân Cốc. Hồng Du trả lời. Lâm Minh đã hiểu ý của Hồng Du. Hồng Du định trở thành nội ứng của Lâm Minh ở Hồng Nhân Cốc. Bởi vì Lâm Minh cần thu thập thông tin nên cô ta sẽ giúp anh. Nếu có mấy cô gái như Hồng Du giúp đỡ thì đương nhiên là Lâm Minh không khác gì hổ mọc thêm cánh. Chỉ có điều như vậy thì cũng quá nguy hiểm. Thôi khỏi đi, tôi không muốn làm khó mọi người. Lâm Minh lắc đầu từ chối. Chúng tôi chỉ muốn báo thù cho Hồng Toàn, báo thù cho những người chị em đã chết. Thành Lâm, đến cả cơ hội đó mà anh cũng không muốn trao cho chúng tôi sao? Hồng Du vừa nói. Thế nhưng Thành Lâm, chúng tôi đã quyết định rồi. Tôi tin Ngư Hương cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Nếu như anh không đồng ý thì đợi sau khi anh vào cấm địa, chúng tôi sẽ tới trước Bạch Thánh Tử đầu thú. Chúng tôi thà bị sự chết cũng muốn phải chịu được cái nơi tối tăm này nữa. Hồng Du bặm môi. Mọi người hay à, thôi được. Nếu đã vậy thì làm theo lời của mọi người đi. Là mình bất lực. Anh vừa thấy cảm động vừa thấy áy náy. Có thể ở lại Hồng Nhân Cốc có rất nhiều người giống như Hồng Du. Không phải ai cũng giống như thánh nữ chạy theo những thứ hư vô. Khi nào chúng ta bắt đầu hành động? Ngư Hương hỏi. Càng nhanh càng tốt. Mặc dù thánh nữ đã tha cho chúng ta, nhưng chắc chắn cô ta vẫn cho người điều tra. Dù sao thì những chuyện xảy ra hai ngày gần đây không ít. Cô ta không thể nào ngồi yên được. Được, bây giờ bọn tôi đưa anh tới cấm địa. Hồng Du, mọi người nghỉ đi. Chân mọi người vẫn chưa khỏi, không đi được đâu. Để Ngư Hương đưa chúng tôi đi là được. Vậy cũng được. Sau khi quyết định, mọi người bắt đầu hành động. Sư huynh, đợi đã. Lúc này, Lâm Việt Nam đột nhiên kéo tay Lâm Minh khẽ nói. Sao thế? Lâm Minh nhìn cô ta bằng vẻ kỳ quặc. Tôi cũng không đi nữa. Lâm Việt Nam mím môi. Cái gì? Lâm Minh cau mày. Không phải cô luôn nói không muốn ở lại đây sao? Tôi nói thế, nhưng nghe sư tỷ Hồng Du nói vậy thì tôi cảm thấy rất có lý. Nếu tôi ở lại thì tôi giúp được anh rất nhiều. Còn nếu rời đi thì tôi sẽ chẳng làm được gì cả. Thù của sư phụ còn chưa trả được, tôi không thể hèn nhát mãi được. Lâm Việt Nam bặm môi. Điều này là mình không biết nói gì. Nhìn ánh mắt kiên định của cô ta thì là mình biết là anh không thể khuyên được nữa. Thôi được, nếu đã vậy thì cô ở lại đi. Nói xong, anh gỡ túi đựng châm ra, nói với mấy cô gái. Mọi người lại đây, tôi sẽ giúp mọi người hồi phục, hơn nữa giúp mọi người khai mạch sơ lạc. Khai mạch sơ lạc là sao chứ? Là gì vậy chứ? Đám đông cảm thấy khó hiểu. Lâm Minh trầm giọng. Tôi nghĩ rằng thánh nữ sẽ lần nữa tiến hành xóa ký ức của mọi người. Để không biến mọi người thành con rối thì tôi đành phải khai mạch cho mọi người trước. Như vậy thì cơ thể và tư duy của mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi nước thánh nữa. Hóa ra là vậy. Sau khi xong xuôi, Lâm Minh được Ngư Hương đưa tới vùng cấm địa. Trên đường đi, Ngư Hương cảm thấy bất an. Lâm Minh có thân phận đặc biệt, anh ấy không thể tiếp cận cấm địa được. Ngư Hương đành phải tìm cách để vào đó. Cuối cùng thì Lâm Minh cũng thuận lợi vào được bên trong. Ngư Hương quay trở về. Sư muội thế nào rồi? Hồng Du nằm trên giường vội vàng hỏi. Vào trong rồi, không bị ai nghi ngờ chứ? Không hề, những người gặp trên đường đều là những người có quan hệ khá tốt với em, chị yên tâm. Ngư Hương cười nói. Vậy thì được. Hồng Du gật đầu, nói với Lâm Việt Nam. Lâm Nhược sư muội, cô ra ngoài một chuyến, tầm nửa tiếng nữa hãy quay lại. Cái gì? Lâm Việt Nam nói ra. Nghe lời sư tỷ, mau đi đi. Hồng Du nói. Lâm Việt Nam tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn không từ chối. Đợi cô ta đi khỏi, Hồng Du bèn nói. Cô, lấy đèn ngoài cửa tới đây. Vâng, sư tỷ. Ngư Hương cũng không hiểu gì, chỉ đi lấy đèn. Hồng Du thò đầu ra. Nào, đập vào đầu của tôi đi. Cái gì cơ? Ngư Hương giật mình. Những người khác cũng không hiểu ý gì. Sư tỷ, chị đang làm gì vậy chứ? Có cô gái khóc lên. Đừng nói nhiều, mau lên. Không chỉ có tôi phải làm như vậy mà những người khác cũng thế. Hồng Du nghiêm túc nói.
Cả đám giật mình khóc lóc. Sô tỷ, gia đình phải làm như vậy sao? Hương Hương không làm được. Đúng vậy, nếu không làm thế thì chúng ta sẽ chết hết. Hồng Du nói ra, Hương Hương đứng thở. Sau khi im lặng thì cô ta cũng đã ra tay. Chị Linh, chị Linh. Bỗng nhiên có tiếng gọi của Triệu Nguyệt vang lên bên ngoài. Không thấy ai trả lời, Triệu Nguyệt bèn đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào thì cô ta đã hét lên: "A!" Tại điện thánh nữ, đám người Hồng Du, Ngân Hương toàn thân đầy máu, hoặc bò hoặc quỳ ở trên điện. Hai bên là các lãnh đạo cấp cao của Hồng Nhân Cốc. Vẻ mặt thánh nữ lạnh lẽo ngồi ở chính giữa bên trên. Thánh nữ đại nhân, tên Kỳ Lân kia không phải là vệ sĩ gì cả. Thân phận thực sự của anh ta chính là Thầy Đại Lâm, là chủ tịch Lâm của Dương Hoa. Mục đích anh ta cứu chúng tôi không phải là để báo ơn, mà là muốn để chúng tôi đi nghiêm hình tra khảo, hỏi những chuyện cơ mật của Hồng Nhân Cốc. Chúng tôi không chịu nói, liền bị anh ta đánh ra nông nỗi này. Ngân Hương vừa khóc vừa nói, đập mặt đầu xuống đất. Đám Hồng Du cùng nước mắt chảy dài, vô cùng đau khổ. Khốn kiếp, hóa ra tên Kỳ Lân này chính là Thầy Đại Lâm. Tháng nào tôi cứ cảm thấy anh ta kỳ lạ, chết tiệt. Không ngờ anh ta dám trà trộn vào Hồng Nhân Cốc, chúng ta không thể tha thứ được. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến Lâm Việt Nam. Người đâu, mau đưa Lâm Việt Nam đến đây. Các lãnh đạo cấp cao của Hồng Nhân Cốc nối trận lôi đình, ai đấy gầm thét. Lập tức có đệ tử chạy đi. Thế các cô đã nói gì với Thầy Đại Lâm? Thánh nữ ở phía trên mặt không cảm xúc hỏi ra. Thánh nữ đại nhân, chúng tôi không nói gì cả. Hồng Du bò rạp dưới đất, gấp gáp kêu lên. Chúng tôi vẫn luôn chống đối Thầy Đại Lâm, không nói gì cho anh ta biết cả, nên mới bị anh ta đánh đà nông nổi này. Không những vậy, chúng tôi còn lừa anh ta vào cấm địa, để anh ta đánh nhau với quả nhân kia. Chỉ é lúc này anh ta và quả nhân kia đang giết chóc lẫn nhau. Thánh nữ đại nhân, chúng tôi một lòng trung thành với Hồng Nhân Cốc, sao thể phản bội được chứ? Đại nhân, mình dám. Mấy cô gái vội vàng kêu lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ồ, thánh nữ nhíu mày. Vậy ý của các cô là lúc này Thầy Đại Lâm đang ở cấm địa sao? Đúng vậy, chúng tôi nói với anh ta rằng trong cấm địa có báu vật của chúng ta. Trước đó đến cấm địa là để lấy báu vật. Quả nhiên anh ta đã tìm, tôi liền bịa ra một địa chỉ giả để anh ta tìm kiếm. Mà địa chỉ tôi cho anh ta chính là chỗ ở của quả nhân kia. Chắc chắn bây giờ hai người họ đang đánh nhau. Với thực lực của quả nhân kia, muốn giết Thần Lâm thì dễ như trở bàn tay. Cho dù anh ta may mắn thoát nạn thì chắc chắn cũng bị thương nặng. Chúng ta chỉ cần chờ ở cửa cấm địa ôm cây đợi thỏ. Cho dù Thần Lâm không chết thì cũng sẽ tự chui đầu vào lưới. Hồng Du vội nói. Thánh nữ vốn sinh lòng nghi ngờ, nhưng nghe cô ta nói xong thì lập tức đánh giá đám người Hồng Du. Phát hiện vết thương trên người bọn họ không phải là ngụy tạo mà đau đớn thật sự, liền gật đầu. Được, thánh nữ bình thản nói. Tuy trước đó các cô đã phạm lỗi lớn, nhưng nếu tình lần này các cô lập công, tôi sẽ không truy cứu. Cảm ơn thánh nữ. Các cô gái lại khấu đầu. Thánh nữ đã đưa người đến rồi. Đúng lúc này một đệ tử ở ngoài cửa bước vào cung kính nói. Đưa cô ta lên đây. Thánh nữ đáp lại. Một lát sau, hai nữ đệ tử đẩy Lâm Việt Nam vào điện thánh nữ. Bái kiến thánh nữ. Lâm Việt Nam vội vàng cúi người chào hỏi, thái độ vô cùng cung kính. Lâm Việt Nam, bổn thánh nữ hỏi cô có biết thân phận của Kỳ Lân không? Thánh nữ bình tĩnh nói, ánh mắt sắc lạnh. Bẩm thánh nữ, Nhược Nam không biết ạ. Lâm Việt Nam vội khấu đầu đáp. Không biết sao, cô nhớ anh ta là Kỳ Lân mà không nhớ anh ta là Thầy Đại Lâm sao? Lê Việt Nam, cô thật là to gan, đã đến nước này rồi mà vẫn không dám chịu thừa nhận sao? Cô bị tôi dễ bị lừa lắm sao? Thánh nữ đứng phát dậy quát lớn. Lê Việt Nam giật nảy mình, cả người run rẩy vội kêu lên. Thánh nữ đại nhân, cho dù có cho Nhược Nam mượn 1.000 1.000.000 lá gan thì Nhược Nam cũng dám giấu giếm, mong thánh nữ đại nhân bình xét. Lê Việt Nam, tôi cho cô hai lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn khai hết mọi chuyện liên quan đến Thầy Đại Lâm. Nếu cô khai báo rõ ràng thì tôi sẽ không giết cô. Nếu cô nhất quyết cứng miệng như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Tôi chỉ đành giết cô thôi. Thánh nữ lạnh lùng nói. Thánh nữ đại nhân, tôi thực sự không biết gì cả. Lê Việt Nam vừa khóc vừa nói. Xem ra chưa thấy quan tài cô chưa đổ lệ. Thánh nữ phất tay, đưa ra ngoài chém. Vâng. Hai nữ đệ tử lập tức đi tới kéo đi. Thánh nữ đại nhân, tôi thực sự không quen biết Thần Lâm, tôi thực sự không quen mà. Xin thánh nữ hãy tha cho tôi, cầu xin thánh nữ. Lâm Việt Nam giãy giụa nhưng vô ích. Thánh nữ không nhìn Lâm Việt Nam lấy một cái. Đúng lúc này, Hồng Du bỗng lên tiếng.
Thánh đại nhân, xin hãy tha cho Lâm Nhật Nam, hở? Thánh nữ nhíu mày. Hồng Du vội nói, Thánh nữ đại nhân, có lẽ là Lâm Nhật Nam và Thần Đơn có quen biết, nhưng chắc là trước khi vào cốc, sau lễ tẩy ở Hồ Thánh, tất cả mọi thứ của cô ta đều được trong cốc dạy dỗ, tuyệt đối không thể phản bội sư môn được. Nếu thánh nữ có thể giết cô ta thì chỉ có mất nhiều hơn được, ý cô là sao? Thánh nữ nhìn Hồng Du. Thánh nữ đại nhân, dù sao thì Thần Lâm cũng đang ở trong cấm địa, chúng ta cứ phái cường giả chặn ở lối ra vào cấm địa là được, đến lúc bắt được Thần Lâm thì tính mạng của cô gái này có gì là đáng chứ? Hồng Du đáp lại. Thánh nữ suy nghĩ một lát, lần nãy gật đầu. Cô nói có lý, nếu đã vậy thì tạm tha mạng cho Lâm Việt Nam. Cảm ơn Thánh nữ đại nhân. Lâm Việt Nam vội nói, truyền lệnh lập tức điều tất cả tinh nhuệ của Hồng Nhân Cốc ngày đêm canh chừng ở lối ra vào cấm địa. Tuân lệnh. Các cao thủ của Hồng Nhân Cốc nhanh chóng tụ tập ở lối vào cấm địa. Thánh nữ cũng đích thân canh chừng. Dù sao thực lực của Thần Lâm cũng không thể coi thường, chắc là đệ tử bình thường khó có thể đối phó được, nên cô ta chỉ có thể đích thân ra tay. Thần Lâm đã đến, tức là người đánh đánh tôi tối hôm qua chính là anh ta. Dương Hoa giết hại đệ tử của Hồng Nhân Cốc ta vốn là tội không thể tha. Cốc chủ còn định trừng phạt Dương Hoa nghiêm khắc. Nếu Thần Lâm đã chủ động đến đây thì chúng ta cũng đỡ phái người tới Dương Hoa đối phó. Thánh nữ vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài điện. Thánh nữ đại nhân, chúng tôi xin phép. Mấy người Hồng Du nói ra. Thánh nữ gật đầu, bỗng dưng cô ta nhớ ra gì đó. Khoan đã. Mấy cô gái sửng sốt. Thánh nữ đại nhân, còn gì phân phó sao? Hồng Du dè dặt hỏi. Mấy người các cô đừng vội đi. Thánh nữ bình tĩnh nói. Người đâu? Có. Mấy đệ tử bước tới, đưa bọn họ đến Hồ Thánh đi lại một lượt nữa. Thánh nữ nói ra. Vâng. Các đệ tử bước tới, dẫn mấy cô gái rời đi. Cái gì? Bọn họ đều biến sắc, còn định giãy giụa, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thánh nữ thì không ai dám ho hề tiếng nào. Xem ra thánh nữ vẫn nghi ngờ lòng trung thành của bọn họ. Nhưng nếu xóa sạch ký ức thì sẽ không tồn tại những chuyện này nữa. Bởi vì mấy cô gái đều có thể chịu đựng sự cải tạo của nước trong Hồ Thánh đối với cơ thể, nên về cơ bản không cần lo lắng về tính mạng, nhưng sẽ gây tổn thương không nhỏ cho đại não và ký ức. Đây gần như là cải tạo từ đầu. Cũng may là trước khi Lâm Minh đi đã châm cứu cho bọn họ và để lại thuốc, nên mấy cô gái đều không lo lắng lắm. Không hổ là Thần Lâm quả nhiên suy tính chu toàn, lần này coi như chúng ta thoát được một kiếp. Hồng Du nhớ giọng nói, tuy mất ký ức tạm thời không thể chết được, nhưng cô ta không muốn trở thành một con rối mặc cho Hồng Nhân Cốc thao túng, lúc hết giá trị lợi dụng thì lại bị hy sinh. Cô ta muốn giữ lại sự nhận biết của mình về Hồng Nhân Cốc. Cô ta muốn nhớ những người quan trọng đối với mình. Cô ta muốn mình được sống thực sự. Xử lý xong đám người Hồng Du, thánh nữ vội vàng đến lối vào cấm địa. Lối vào được bao vây cực kỳ kín kẽ, còn ở sâu trong cấm địa thì vô cùng yên tĩnh. Một bóng dáng đang lội bùn men theo con đường nhỏ trong rừng tiến về phía trước. Bụp. Đến lúc này một âm thanh kỳ lạ vang lên. Bóng dáng kia khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở cuối con đường nhỏ là một người lấm đen bùn đất, nhìn rất nhếch nhác. Tôi còn nhớ cậu, chẳng phải cậu đã chạy thoát rồi sao? Tại sao còn dám đến đây chứ? Xem ra cậu đã quyết tâm muốn chết trong tay tôi. Người kia bình thản nói. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt của hai người, có thể nhìn ra được hai người này chính là Lâm Minh và Quái Nhân. Tôi muốn nói chuyện với ông. Lâm Minh nói. Đáng tiếc tôi đã thích nói chuyện với người chết hơn. Cậu hãy chết trước đi rồi hãy nói. Quái Nhân quát lên rồi xông tới, một tay hóa thành vuốt chộp về phía lồng ngực Lâm Minh. Vừa ra tay đã là sát chiêu. Đây là hoàn toàn muốn dồn Lâm Minh vào chỗ chết, nhưng Lâm Minh không hề hoảng hốt và nói luôn. Tôi không phải là người của Hồng Nhân Cốc. Tôi biết Hồng Nhân Cốc trước giờ không nhận đàn ông, nhưng như vậy thì sao chứ? Tuy cậu không phải là người của Hồng Nhân Cốc, nhưng chắc chắn có liên quan đến Hồng Nhân Cốc. Bất cứ người nào có liên quan đến Hồng Nhân Cốc đều nên giết. Quái Nhân gầm lên, vẻ mặt đầy hung dữ và nanh ác. Nhưng đúng khoảng cách ông ta sắp được gần, Lâm Minh bỗng lên tiếng. Cho dù là kẻ thù của Hồng Nhân Cốc thì ông cũng giết sao? Quả nhân lập tức khựng lại, ánh mắt lạnh lùng dưới mái tóc rũ rượi quan sát Lâm Minh với vẻ đầy nghi hoặc. Cậu vừa nói cái gì? Tôi nói là cho dù là kẻ thù của Hồng Nhân Cốc thì ông cũng giết sao? Lâm Minh mỉm cười. Tôi nhận ra được ông cực kỳ căm hận Hồng Nhân Cốc. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tôi nghĩ chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau thì hơn. Ông thấy sao? Cậu nói cậu là kẻ thù thì là kẻ thù sao? Đừng coi tôi là kẻ ngốc.
Tuy tôi lôi thôi lề mề nhưng không ngốc. Nếu ông không tin lời tôi nói thì bây giờ có thể đến lối vào cấm địa mà xem. Tôi bị người của Hồng Nhân Cốc truy sát nên mới trốn vào đây. Chắc chắn lúc này lối vào cấm địa đang có đầy người của Hồng Nhân Cốc. Bọn họ không dám xông vào cấm địa nên ôm cây đợi thỏ ở lối vào. Ông ra đó xem là sẽ biết tôi nói thật hay là giả. Lâm Minh nói rằng,